Sai lầm nhiều người mắc phải khi ứng dụng luật hấp dẫn. Rất nhiều người thực hành luật hấp dẫn vẫn thường xuyên mắc phải một sai lầm. Đó là họ quá tập trung vào điều họ muốn. Nhưng họ không biết rằng sức mạnh nằm ở lòng biết ơn. Không phải tự dưng mà có rất nhiều quyển sách viết về luật hấp dẫn đã dành ra một số lượng trang giấy không nhỏ để nói về lòng biết ơn. Hầu hết những người đang thực hành luật hấp dẫn, họ đang cố gắng thu hút những điều mà họ đang không có. Nên trong tâm trí của họ thường xuyên phát ra cái năng lượng của sự thiếu thốn. Mà bạn biết rồi đấy, năng lượng của sự thiếu thốn thì chỉ tiếp tục thu hút thêm nhiều thiếu thốn mà thôi. Thay vào đó, hãy biết ơn số tiền đã và đang đến với bạn mỗi ngày, giúp cho bạn có được bữa ăn ngon, giúp cho bạn có được nơi ở tốt hơn, những khoản tiền để chi tiêu và lo lắng cho gia đình của mình. Nếu bạn thấy cuộc sống của mình chưa hạnh phúc hoặc còn đang khổ đau, thay vì bạn than phiền về những mối quan hệ đã ra đi, thì hãy tập trung biết ơn vì những người đã và đang chăm lo, yêu thương cho bạn, bảo vệ bạn mỗi ngày. Mà do đau khổ vì một